Bạn thức dậy vào sáng sớm, ra ngoài hiên làm việc cùng với một chiếc máy tính xách tay. Bạn mở màn hình ra một góc alpha. Ánh sáng mặt trời nằm ngang tạo ra một cái bóng của màn hình lên một bức tường thẳng đứng. Nếu kích thước của máy tính bằng một đơn vị thì chiều cao cái bóng chính là giá trị sin alpha. Khi màn hình gặp không độ, độ cao của cái bóng bằng sin không độ. Khi màn hình lần lượt mở các góc 30 độ, 45 độ, 60 độ và 90 độ thì cái bóng của màn hình lần lượt là sin 30 độ, sin 45 độ, sin 60 độ và sin 90 độ. Độ lớn của những cái bóng này lần lượt bằng căn 0 trên 2, căn 1 trên 2, căn 2 trên 2, căn 3 trên 2 và căn 4 trên 2. Bạn hãy rút gọn các biểu thức để được giá trị sin của 5 góc đặc biệt này. Comment ý kiến của bạn ở phía dưới. Nếu các bạn thấy video này hay thì hãy chia sẻ. Đừng quên like page Toán Thầy Kiên để nhận được những bài toán hay tiếp theo.